Yeah, what's up anh em? Xịn đâu, xịn đâu, xịn đâu, chất lượng không? Úi dồi ôi, vãi cả lìn luôn. Yeah, one Pac-Man, gói thánh phồng. Ngoài ra chúng ta còn có bom keo thánh phồng luôn. Úi ôi, hành động, vãi lìn chưa? Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo nhá. Và ngày hôm nay, One Pac-Man yeah. Một bộ trang phục rất là mới của game Free Fire. Và anh em theo tớ nhá. Nào, chỗ nào, chờ Dono này. Ui, headshot, vỡ đầu luôn. Rất là easy game và hôm nay chúng ta sẽ có mặt của One Pac-Man, bom keo thánh phồng này. Cũng như là cái gì ta, quên hết con mẹ nó rồi anh em ơi. M4A1 One Pac-Man thì phải. Ok, sĩ tạm nhớ là như vậy chứ còn là cũng không nhớ lắm đâu. Và mọi người ơi, thì mình có tạo một cái kênh mới và một cái tên mới của Si Kẹo trong năm 2020. Đó là cái gì ta, quên rồi, không nhớ nữa nhở. Huy Smoke, ok, hoặc là các bạn có thể gọi mình là Huy Smoke cũng được. Và hiện tại thì mình đã hết ốm rồi. Mấy hôm qua ốm lười nên là không ra video. Ok, hôm nay hết ốm là phải quậy cho nó thật sung anh em ơi. Các bạn nghe cái giọng này có quen thuộc không ạ? Ui ôi, chứ còn là nghe cái giọng mấy video trước nó như kiểu là bị nghẹt mũi các kiểu các thứ. Ui, mệt lắm. Và ở đây hết người rồi. Có mỗi hai đứa thế này. Thế thì từ chắc là ở trên còn người. Anh em theo tớ nhá. Rồi, tưởng là ở trên còn người mà ngon ạ. Đâu rồi? Ê, đâu rồi? Đâu rồi? Ê, kết đủ mà sao lại không thấy ta? Vãi cả game luôn đấy ạ. Chịu rồi. Nhưng mà chỗ nó đâu nhở anh em nhở? Úi ôi, đâu rồi mấy bé ơi, anh chả thấy mấy bé đâu cả. Úi ôi, sao đấy? thực sự là mình đánh giá về cái bộ trang phục One Pac-Man này, hay còn gọi là thánh phồng tôm, tức là như thế nào nhở? Ui, một đấm chết luôn anh em ạ. Đấy, ui, cái gì đấy? Lại là Chrono và Chrono trong game Free Fire hiện tại đang rất là bá đạo luôn. Wow. Và nếu như là đấy, anh em bật Chrono lên là địch nó lại lên bảng điểm số, không có nói nhiều anh em ạ. Không có nếu như là gì hết á. được rồi này, và anh em theo tớ nào. Wow. Ê, cái bộ trang phục thánh phồng tôm này đẹp vãi cả nồi luôn. À không, thật ra nếu mà tên tiếng Anh của nó là One Pac-Man hoặc là One Pac-Man gì đấy, tớ không biết đọc tiếng Anh đâu. Anh em đừng có hỏi là anh ơi làm nào đọc tiếng Anh cái con nhân vật này. Chịu luôn. Ê, đây à? Vãi, lag à? Oh my god, lag. Sao lại gặp quả thì nên lag ngay đây này. Ui, chịu rồi bạn ơi. Tại sao bạn lag ở đâu, bạn không lag, bạn lag ngay ở đây. Đau đầu vì mấy thanh niên quá cơ anh em ạ. 5 kill. Và các bạn thấy không, lúc nãy là tớ vừa bật cái bom keo thánh phồng đấy đó. Ui ôi, thề chất lượng. Ui, cái mẹ gì đấy, bắn ra thế còn hơn 100 máu, vãi cả game thật. Căng thẳng, ok. Đùa chứ mấy bạn làm tớ căng thẳng quá đây. Ui, vãi cả tôi quá, đừng có làm như thế. Tắt mày một tát ngậm chơi này. Ok, giáp chậm thôi là một cái track, một cái bài hát mà dạo này mình khá là thích nghe luôn. Anh em có thể lên YouTube tìm là giáp chậm thôi. Ok, nhớ là phải giáp chậm thôi nhá. Không có giáp nhanh lên đâu. Ui, dạ, quả hành động chất lượng không? Hành động One Pac-Man luôn. Là một cái hành động tỏ ra sự lo lắng gì đấy. Sao cơ. Ê, nhưng mà nãy giờ tớ hạ gục được 6 mạng rồi, đông vãi đi ra. Như kiểu là mấy thằng nó cứ nhìn thấy bộ trang phục đẹp đầu chọc này, nó cứ muốn cạo đầu tớ. Nhưng mà khổ lắm cơ, đầu tớ bóng loáng rồi còn cạo chọc cái gì nữa. Ui, thằng kia ném đi qua. Ê, đừng nhá anh, đừng làm như thế. Ảo rồi cơ mà. Tớ tính là sẽ kéo vỡ đầu nó nhưng mà hơi khó pha đấy, nên là thôi. Ui, nên là thôi. Nào, sao? Ê, đây à? Ui, giáp chậm thôi này. Sao, ra đây. Ra đây thử phát giáp chậm thôi này. Cái ma nó trốn ngay ở đấy anh em ạ. Nên là chúng ta không vội được, không vội được đâu nhá. Anh em đừng có bảo tớ vội là tớ lên bản đến số sớm là hơi bị mệt đấy nhá. Từ anh em ơi. Ho quá anh em. Không hiểu sao lại ho như thế này. Ê, bật Chrono rồi nhưng mà nó chạy ngay lên phía trước. Ui, sao? Ê, cho bố mày cái địa chỉ. Sao?
Sao là sao thế nào? Yeah, 8Q được không anh em ơi? Và nếu như các bạn thấy video của tớ hay, đừng quên là để lại một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho tớ nhá. Thầy yêu sớm á, cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Yeah. Ô, còn 9 đứa đấy ạ. Úi ôi, sao mấy bạn lại ra đi sớm với nhau? Ui, cái mẹ gì đấy? Ôi, cái bíp gì vậy? Sao đấy? Kìa. What the... cho người ta quần máu đi, cho người ta quần máu đi. Chả hiểu kiểu gì mà sao nó lại kiểu nó chạy từ đâu ra như kiểu là hack vậy, con mẹ nó chứ. À, thùng rác à, mà trộm sau thùng rác à, hay quá nhở, khá quá nhở. Sao từ sọc cơ ho. Lại ho rồi, có ai ho như kiểu là cười như tớ, vãi cả game lạ. Ra đây ạ. Ui ui, con mẹ nó lưu kìa, chờ nó này lưu tuổi. Tuổi gì nào, tuổi gì vậy, tuổi gì nào, ui ồ, tuổi gì. Sao chứ solo với sĩ kẹo, hơi nhầm nha. Gì chứ, tính solo với tớ là sai lầm rồi nhá. Ê, và hiện tại tớ đang ở cổng trời, tự nhiên có thằng nào nó cứ nhảy lanh quanh như kiểu con lăng quăng thế kia. Oh my god, sao. Bro ơi, bình tĩnh, anh trai, bình tĩnh hộ em cái. Ui, nó cứ nhảy như siêu nhân đấy nhá. Ui đừng, anh ơi, làm sao đấy ạ, anh ơi, đứng anh, nó dựng bom keo. Yeah, bình tĩnh. Ê, này, đừng có dựng bom keo, ê, đừng có dựng bảo rồi. Ui, con mẹ nó này, chờ Dono này, headshot vỡ đầu này, sợ chưa. Riêng gì chứ, ui ôi, bạn ơi, bạn thấy sai lầm chưa, bạn gặp tớ, bạn thấy sai lầm chưa, gặp phải One Punch Man. Em ở tớ đang thắc mắc là tại sao mà nó lại không ra hẳn cái con nhân vật One Punch Man nhỉ? À, may mắn là đây chỉ là cái bộ trang phục thôi anh em ạ. Bộ trang phục nhưng mà mặc vào cảm giác như anh em mà tăng cao sức mạnh luôn, người tinh thần bắn như kiểu ua, siêu nhân, đây là siêu nhân. Tớ không còn là con người nữa rồi, tớ tiến hóa thành siêu con mẹ nhà bà Nhân rồi. Ok, tớ tên siêu con nhà bà Nhân thì có phải siêu nhân Superman đâu, anh em đang nghĩ cái gì đấy. Yeah, wow, nhiều túi máu quá nhở, khá quá nhở, được tất cả các bro, các anh em của tớ nhá. À, bạn nào chưa like cho video thì like đi like ủng hộ tớ nhá. Thank you anh em, và đừng quên đăng ký kênh mới, tớ để phần mô tả nó là Huy Smoke. Ok, đúng rồi. Mới để cái tên mới cho kênh Xích Kẹo TV, quên mẹ mất anh em, và mãi chả nhớ. Huy là lấy từ trong tên đệm của tớ là Phạm Huy Sĩ này. Còn Smoke là khi nào lên 100k sub, kênh kia lên 100k sub tớ giải thích nhá. Ê, headshot. Ôi, vừa kể chuyện với anh em vừa bắn game một căng thẳng vãi ra luôn ấy. Nhưng mà còn hai đứa ạ. Nào, sao chúng mày trốn ở đâu? Nào thử ra đây xem có trốn nổi không nào. Đùa chứ mấy bạn. Ui, con mẹ nó. Ui, đừng anh. Anh đừng làm như thế, em sợ. Đừng có làm như thế. Cái mơ nó bắn tớ. Cứu. Anh em mình tĩnh nhá. Tôi cứ ngồi đây tôi rên là thế nào nhỉ? Ôi mẹ ơi. Các bạn ơi. Các bạn ơi, tớ run tay mà. Trêu ơi. Pro Leo như tớ làm gì biết run tay là như thế nào, nhưng mà ê, chúng nó đâu nhỉ? Ô phận, vãi cả game đâu ơi. Còn một đứa. Hai đứa kia chúng nó vừa solo với nhau á. Nhưng mà không sao, từ 12 kill rồi làm nốt quả 13 kill luôn. Ui, số 3 thường là số đen nhưng mà đen cho kẻ địch thôi, có phải đen cho tớ đâu, lo gì anh em. Hay là bây giờ cứ ngồi trên này canh á. À kìa rồi. Ui ôi, chỗ này sao. Ui, nó giữ một keo ghê quá. Nó mà không giữ bom keo pha đấy là khả năng là vỡ đầu chứ, là tớ cố gắng căn hết xong nó thôi. Bom keo thánh phòng One Punch Man. Ui ngầu vãi cả trưởng ra luôn đấy. Thằng nào bảo không ngầu. Ui rồi trời nổ. Ui chết con mẹ, lộ cái đầu. Ê kìa, sao. Ui rồi, sao thằng này đuổi lắm rồi, nó còn tí máu thôi, đuổi lắm rồi nào, đuổi. Ê bùi nhá. Cảm ơn các bạn nha, và đăng ký kênh ủng hộ tớ nhá. Bye bye. Win rồi, bây giờ chụp ảnh sống ảo cái.